chúng ta được thờ phượng Chúa đó là thật là được phước có những người à, thật sự à, muốn đi thờ phượng Chúa mà đi thờ phượng Chúa không có được vì có những cái sự khó khăn ở trong đời sống của họ hoặc là có những sự ngăn trở là bệnh tật vân vân có nhiều thứ lắm nhưng nếu Chúa cho chúng ta được có cơ hội cùng thờ phượng Chúa với nhau thì anh em hãy tận dụng mọi cơ hội mà Chúa đang ban cho mình thời gian qua đó thì chúng ta cũng nghe đồn à, cũng nghe thông tin đến chân mạng đó đó là dịch lệ nó cũng có dấu hiệu bùng phát nhưng à, lần này thì nó không có giống như những lần trước những lần trước á thì bên ngành y tế cũng hơi lúng túng nhưng à, những lần sau này thì à, họ bình tĩnh hơn và cách giải quyết á thì nó cũng à, khác hơn à, nhân đó thì chúng ta cũng không có gì phải à, quá lo sợ À, có những anh chị em những ngày vừa qua một số người cũng bị uh, nhiễm bệnh nhưng mà hai ba ngày ho thì nó cũng hết rồi, à. nên nó cũng không có lo gì chỉ là một cái uh, loại virus nhưng mà nó chỉ là nhẹ thôi à, chúng ta cũng cầu nguyện Chúa cho những anh chị em mà đang ở trên giường uh, bệnh đó, đang đối diện uh, dịch bệnh này uh, Chúa cho có kháng thể tốt nhất để uh, sớm uh, vượt qua. À, chúng ta cũng đừng có quá lo lắng ha, cảm ơn Chúa Buổi sáng hôm nay tôi và quý anh bà anh chị em sẽ cùng học lời Chúa với nhau Với đề tài đó là Người có được cho thêm Có được cho thêm à, Đây là đề tài mà tôi cũng đã từng uh, chia sẻ trong những buổi cầu nguyện ừ, Trong buổi cầu nguyện uh, uh, những ngày vừa qua đó Thì Chúa cũng dạy dỗ cho tôi về phần đoạn kinh thánh này Và buổi sáng hôm nay uh, tôi cũng muốn dùng phần đoạn kinh thánh này để cùng học với quý bà anh chị em. Phần đoạn Kinh Thánh được viết ở trong Matthew đoạn 25 từ câu 14 đến câu số 30. Và câu gốc của chúng ta đó là ở trong Mark đoạn 4 câu 25, uh, Luca đoạn 8 câu 18, uh, Matthew đoạn 25 câu số 20. Đây là những câu kinh thánh nó cùng ý với nhau thôi. Nhưng à, tôi xin đọc một câu ha mát đoạn 4 câu 25 Vì ai có sẽ được cho thêm Còn ai không có sẽ bị cất luôn Điều mình đang có Và những cái câu kinh thánh khác Nó cũng à, Cùng nghĩa giống như vậy Như ở trong Luca Đoạn 19 từ câu 25 đến câu 26 Họ nói thưa chủ Người ấy đã có mười nén rồi, ta bảo các ngươi, ai có sẽ được cho thêm, nhưng ai không có sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. ở Phần đoạn kinh thánh nền tảng của chúng ta là ở trong Matthew đoạn 25, từ câu 14 đến câu số 30. Tôi xin phép đọc phần đoạn kinh thánh này. Khi ấy, vương vất thiên đàng sẽ giống như một người sắp lên đường đi xa gọi cách để tớ lại và giao tài sản mình cho họ. Chủ giao cho người này năm ta lân, người kia hai, người khác một. Tùy theo khả năng của từng người, rồi chủ lên đường. Người đã nhận năm ta lân liền đi làm lợi ra và được thêm năm ta lân nữa. Người nhận hai ta lân cũng vậy, được thêm hai ta lân nữa. Nhưng một người đã nhận được một ta lân thì đi đào đất và giấu bạc của chủ. Sau một thời gian dài, chủ của đề tớ này trở về và tính sổ với họ. Người đã nhận năm ta lân đến, đem thêm năm ta lân nữa và nói, Thưa chủ, chủ đã giao cho tôi năm ta lân. Đây này, tôi đã làm lợi thêm được năm ta lân nữa. Chủ nói với người Hỡi đệ tớ ngay lành và trung tính kia được lắm Người đã trung tính trong việc nhỏ Ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi Người đã nhận hai ta lân cũng đến và nói Thưa chủ, chủ đã giao cho tôi hai ta lân đây này Tôi đã làm lợi thêm được hai ta lân nữa Chủ nói với người ấy rằng Hỡi đề tớ ngay lành và trung tính kia được lắm người đã trung tính trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi. Người đã nhận một ta lân cũng đến và nói, Thưa chủ, tôi biết chủ là người khắc khe, gặt chỗ mình không gieo, thu chỗ mình không rải ra. Nên tôi sợ và đi giấu ta lân của chủ ở dưới đất. Đây xin hoàn lại cho chủ những gì của chủ. Nhưng chủ đáp rằng hỡi đầy tớ gian ác và biến nhắc kia có phải ngươi biết rằng ta gặt chỗ không gieo và thu chỗ ta không rải ra không thế thì lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho những người buôn bạc để khi ta trở về sẽ nhận cả vốn lẫn lời chứ vậy hãy lấy ta lân khỏi tên này và cho người có mười ta lân vì ai có sẽ cho thêm điều họ được dư dật, nhưng ai không có sẽ bị cắt luôn. Điều họ cao nữa. Còn tên đề tớ vô ích kia, hãy ném nó ra chỗ bóng tối bên ngoài. Nơi đó sẽ có khóc lóc và hiến giang. Cảm ơn Chúa. Trước khi chúng ta cùng học lời Chúa phần đoạn kinh thánh này, anh chị em hiệp ý với tôi cầu nguyện là Cha Thiên thượng là Chúa quyền năng là Cha đời đời. Chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài là lời sống và linh nghiệm. Lời Chúa đem sự khích lệ, nâng đỡ đức tin cho chúng con được lớn mạnh trong sự nhận biết Ngài và giúp chúng con trưởng thành có kết quả cho mỗi người chúng con không phải lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Nhưng chúng con nghe và cẩn lòng thận làm theo mọi điều mà đã chép ở trong. Hồi chúng con được phước và được may mắn trên mọi con đường của chúng con. Cảm ơn Cha. Ngài cắt mọi sự ngăn chở, hồi chúng con không có bị chi phối ngăn trở nào và chúng con được vui mừng khi chúng con học lời Chúa, các đi những uh, sự uh, mệt mỏi, buồn ngủ và những sự chi phối, uh, con công bố trong danh Chúa Jesus những quyền lực tà linh nào mà nó đang cản trở chúng con ngay như vậy giờ phút này, ta truyền định các người phải đi ra khỏi và không được ảnh hưởng lãng vãng hay gây chi phối buồn ngủ mệt mỏi nào xảy ra, con công bố sự tự do, Quyết Chúa Jesus bao phủ tâm trí và tấm lòng của chúng con hầu cho anh chim con nghe với thái độ vui mừng khao khát và được uh, tiếp nhận một cách uh, tốt nhất còn cảm ơn Chúa chúng con chân thành cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ Amen ở đây Chúa nói về một cái câu chuyện đó là có một người chủ kêu các đệ tới cho mình đến và người chủ nói là ta có công việc đi xa nhân đó ta sẽ gửi cho các ngươi mỗi người một số ta lân để các ngươi làm lợi ra người chủ á, giao cho một người năm ta lân thì cái người đó làm ngay là mấy ngày sau làm được năm ta lân nữa cái người chủ giao cho người kia hai ta lân thì được làm lợi ra hai ta lân nữa còn một người kia giao một ta lân xong cái người này đi chôn luôn rồi cuối cùng á, là không có lợi ra mà còn bị bị làm gì bị lấy lại và giao cho cái người đã có đó là nguyên tắc của nước trời đó anh chị em và chúng ta thấy sẽ có những cái sự thắc mắc tại đây đây là phân đoạn kinh thánh chúa nói về cái ngày chúa trở lại ngày chúa trở lại đó là ngày mà chúa giao cho tôi và quý bà anh chị em có những cái tà lân có những cái ơn phước của chúa rồi và đến ngày chúa trở lại tôi và anh chị em phải khai trình trước mặt chúa những cái việc mà mình đã nhận từ nơi chúa cái gì rồi nếu anh chị em nhận được gì tới nơi chúa chúng ta xem rồi trong thời gian mà mình nhận đó mình có làm lợi ra không hay là anh chị em không có làm lợi ra cái gì mà lại còn than phiền còn giận còn buồn nữa rồi những anh chị em nào mà làm lợi ra đó thì chúng ta thấy rằng họ rất là vui mừng rồi chúng ta nói về những sự dạy dỗ trong phân đoạn kinh thánh này Chúa nói rằng Chúa cho ta lân trên từng người như vậy ta lân có nghĩa là gì khi tôi và anh chị em được làm con của Chúa đó chúng ta được lớn lên bởi niềm tin nơi ngài thì tôi và anh chị em ai trong chúng ta cũng ít nhiều nhận những ta lân của giáo Chúa cho ở đây nói về ta lân á Thì ở đây nói về Tài sản Là nói về vàng Nói về của cải Nhưng mà chú dùng cái hình ảnh này Không phải chỉ nói về tài sản Nói về của cải không Nhưng mà chú muốn nói thêm Về vấn đề những cái ân tứ Mà chú cho chúng ta Hoặc là Chúa giao cho anh em Những con người Những linh hồn mà Chúa tin cậy giao cho chúng ta. Tôi và anh chị em ai cũng nhận được những điều mà Chúa đã từng ban cho mình. Chúng ta hãy suy gẫm lại xem trong đời sống chúng ta chúng ta đã nhận được từ nơi Chúa những cái gì? Có thể anh chị em nói rằng là tôi đã nhận được từ nơi Chúa đó là có một đứa con gái, có hai đứa con gái, có một đứa con gái và một đứa con trai. Đó là liên quan về con cái. Mà con cái cũng là muốn quà mà Chúa ban cho anh em đó. Rồi anh em hãy kiểm tra tài sản của anh em trong cái tài sản của anh em coi. Hiện tại bây giờ cái ngân quỹ của gia đình chúng ta là có được bao nhiêu? có người thì có được vài chục tỷ có người thì có vài trăm triệu có người có vài ba triệu thôi có ngàn người thì không có gì hết không? có người thì chỉ là bình thường thôi nhưng mà ít nhiều chúng ta cũng đã nhận từ nơi chúa rồi có người trong chúng ta đó thì chúa cho anh em có người có nhà có hai ba căn nhà có người thì có uh, hai ba mảnh ruộng còn có người thì có uh, cái nhà thuê thôi chứ không có ruộng không có vườn không có gì hết đó tượng trưng nói lên vấn đề tà lần. và chúa cho chúng ta biết rằng cái người chủ người chủ ở đây cũng mang hình ảnh đó là chúa và tôi và anh chị em là người của chúa đó thì chắc chắn tôi và anh chị em cũng đã nhận được những cái ta lân mà Chúa đã tin cậy và quỷ thác cho mình rồi. Như vậy anh chị em đã mường tượng ra là ta lân của Chúa ban cho mình là gì chưa? Có ai trong chúng ta nghĩ rằng mình chưa có ta lân nào không? Nếu anh em nghĩ mình chưa có ta lân sau giờ nhóm tôi sẽ tặng cho anh em vài ta lân nếu mà nói ta lân á đó, đó là một cái số vàng tiền rất là lớn nhưng ở đây tôi không có giải thích vấn đề này ở đây nói là những cái sự ban cho của Chúa để cho chúng ta làm lợi ra rồi chúng ta sẽ đến cái phần kế tiếp đó là tại sao Chúa nói rằng ai có thì được cho thêm tại sao Chúa nói rằng ai có thì được cho thêm cái người mà chưa nói ai có và được cho thêm á thì chúng ta nhìn vào một vài lời của Chúa dành cho cái người được tặng được cho thêm đó thì chúng ta sẽ khám phá ra để biết được là cái người đó có cái gì mà lại người chủ này lại cho thêm. Mà theo đoạn 25 câu số 21 Chủ nói với người ấy Hỡi đầy tớ Ngay lành và trung tính kia Được lắm Người đã trung tính trong việc nhỏ Ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ người Như vậy trong phân đoạn này Có hai cái chữ Mà Chúa đã nói cho Cái người mà được nhận thêm Thứ nhất là Ngay lành Và thứ hai đó là Trung tính và còn có một chữ nữa mỗi khi chúa gặp cái người mà ngài đã giao ta lăng á thì người đó nói lại chủ tôi đã làm lợi thêm năm ta lăng nữa như vậy cái người mà nhận năm ta lăng cái người nhận hai ta lăng họ biết làm lợi ra nếu như vậy Người được có rồi mà được cho thêm đó Thì có ba cái chữ mà chúng ta sẽ tìm hiểu tại đây Thứ nhất đó là ngay lành Thứ hai là trung tính Đó là chữ chưa nói Còn cái chữ mà của cái người này á Mà được trao tặng đó là người biết làm lợi ra Ngay lành, trung tính và làm lợi ra Đó là ba chữ của một cái người mà có mà được cho thêm Tôi hỏi quý bà anh chị em nào Quý bà anh chị em Khi đã có một điều gì đó mà Chúa nữa hứa rằng Chúa ban cho anh em có thêm cái điều anh em đang có Quý bà anh chị em có thích không? Thí dụ như là Nhà chúng ta có một căn nhà Thì cho thêm căn nhà nữa Anh em chịu không? Chịu, hiểu không? Ví dụ anh em có một chiếc xe Nhưng mà sau đó Chúa hứa cho anh em thêm chiếc xe Anh em thích không? anh em có một đứa con mà sau đó chúa lại thấy anh em chưa đủ chúa cho anh em thêm đứa con nữa anh em thích không thích con đông quá thì không thích tôi chứ còn ít thì phải anh chị em á có một cái công ty nhưng mà đột nhiên chúa nói rằng ta sẽ cho thêm người cái công ty nữa anh em thích không thấy anh em ngày hôm nay có rất nhiều người trong chúng ta đó chúng ta hãy xem coi từ cái ngày mình mới tin chúa đó Đến ngày hôm nay có người tin Chúa 5 năm, 10 năm Có người tin Chúa là 20 năm rồi Anh chị em so sánh về cái của cải, cái tài sản mà mình đang sở hữu đó nghe Và chúng ta so sánh cái lúc mà chúng ta chưa tin Chúa Với lúc sau khi chúng ta tin Chúa chúng ta thấy nó có khác không? Anh em xem coi thấy nó khác không? Có nghĩa là trước khi chúng ta chưa tin Chúa đó Tài sản chúng ta nó, nó không có phát triển Nó không có lớn và nó không có nhiều Nhưng mà sau khi tin Chúa một thời gian thì dĩ nhiên có nhiều cái biến cố xảy ra Có nhiều cái công việc và nhiều cái chuyện mà làm ăn kinh doanh mua bán Nhưng giờ bây giờ mình cộng sổ lên mình thấy Nó nhiều hơn Anh em thấy nó có nhiều hơn không? Có nhiều anh em đã thấy nó nhiều hơn Nhưng có những anh em thì lại không có gì Như vậy lý do tại sao có những anh em lại nhiều hơn Còn có những anh em lại không có gì Phải không? Tại sao vậy? Thì ở trong cái câu kinh thánh ba cái chữ mà tôi nói với anh em đó Đó là những cái nguyên tắc liên quan về thuộc linh ở trong đó đó. Đó chúng ta nhìn xem nha. Đó là nguyên tắc của nước trời đó, nguyên tắc của thiên đàng. Đó là khi chúng ta có cái thái độ và cái suy nghĩ tích cực thì chúng ta sẽ nhận được cái điều mà Chúa ban cho chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về cái chữ đầu tiên. Người đầy tớ này khi làm lợi ra và chủ về người này khai trình thì người này á được chủ có cái lời khen là hỡi đầy tớ ngay lành và trung tính kia được lắm như vậy cái chữ đầu tiên người đề tớ này có là gì ngay lành như vậy ngay lành đó là gì ngay lành đó là một người sống thẳng thắng hiền hòa lời nói và hành động thì luôn đi đôi với nhau và nếu nói theo cái chuẩn mực của Chúa đó Là một người sống chân thật Và có cái hành động đó là yêu thương Vậy sống ngay lành Sống ngay lành là thể hiện cái lời chân thật Cách sống chân thật Và cái hành động yêu thương Chúa muốn nhắc nhở tôi và anh chị em một cái người giao năm ta lăng người giao hai ta lân mà làm lợi gấp đôi như vậy đó tôi hỏi quý bạn chị em những người này có ngồi ở không để mà đi đồn chuyện quyển không có ngồi đó mà đi nói nhóc nói láo không hay là có ngồi đó để mà đi kiện tụng người này kiện tụng người kia không có ngồi đó mà để ganh tị hoặc là hiếp đáp người này và đối xử tệ người khác không chắc chắn là không nếu có thì không thể nào gọi cái người đó là ngai lành được người sống có một đời sống yêu thương ngai lành là tránh mọi cái điều ác người này sống một đời sống tích cực làm những điều thiện lành đối với người lân cận mình rồi tôi hỏi anh chị em anh chị em có sống một đời sống tích cực và thiện lành đối với anh em của mình không? Và cái người lân cận mà chúng ta cần phải sống đó là ai? Đó là những người nghèo khó, những khách ngoại bang, thậm chí là kẻ thù của mình nữa. Chúa Xu ngày thách thức môn đồ của Chúa. Các người phán cùng ta hãy yêu nhưng ta phán cùng các ngươi là người nghe ta hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ nguyền rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Luca đoạn 6 của 27 28. Chúng ta thấy chúng ta sống trong một cái thời kỳ mà kinh thánh gọi là suy si đồi đạo đức Người ta có một cái xu hướng là sống hiếp đáp người cô thế Bỡ đỡ những cái người có chức vụ, có quyền thế và có thế lực, có giàu có Để họ tìm kiếm cái tư lợi từ những cái chỗ đó Nhưng mà tôi và anh chị em là tiễn dân của Chúa Chúng ta phải sống ý thức rằng chúng ta phải sống ngay lành Trước mặt đức chúa trời và trước mặt mọi người chung quanh thật sự sống ngay lành trước mặt mọi người nó không phải là chuyện dễ anh chị em nhưng nếu anh chị em sẵn sàng vâng lời chúa chúng ta làm thì tôi tin chắc rằng không điều gì mà không làm được người sống ngay lành chúa dạy chúng ta một vài cái bí quyết thứ nhất đó là người phải ngay lành trước mặt chúa trước có nghĩa là người này phải có một đời sống kính sợ chúa sống ngay thẳng trước mặt đức chúa trời nếu anh em sống ngay lành trước mặt mọi người mà chúng ta lại sống không ngay lành trước mặt chúa thì không thể nào được anh em có thể lắp liếm có thể che đậy con người được tại vì con người cái mắt của họ con mắt của họ nó bị giới hạn nhưng mà anh chị em có thể nào sống để mà che mắt đức chúa trời được không chắc chắn là không Tại vì sao vậy? Kinh Thánh nói rằng con mắt của Đức Chúa qua xem xét khắp mọi nơi. Người đời người ta không có biết Chúa, người ta nói rằng lưới trời lòng lộng, mãi lòng cũng không thoát. Như vậy, tôi và anh chị em cần phải có sống thiện lành, ngay lành trước mặt Chúa. Người sống thiện lành, ngay lành trước mặt Chúa đó là họ lấy Chúa, lời Chúa và sự công chính của Chúa, sự thánh khiết của Chúa làm tiêu chuẩn sống cho họ có những người nói rằng tôi uh, sống thẳng lắm á à, tôi sống thật sống thẳng lắm á à, nhưng mà họ sống không phải dựa theo cái tính của chúa lời của chúa hoặc là không có dựa theo về uh, nhân đức của chúa hay là cái, cái con người của chúa hay là sự dạy dỗ của chúa mà họ sống dựa theo cái sự hiểu biết và cái cảm xúc của họ thôi và họ nói rằng tôi cũng sống uh, thẳng thắn nhưng mà cái thẳng thắn của họ nó chứa đựng những cái điều ích kỷ rồi uh, giận dữ hiểu không? rồi kiêu ngạo vân vân. Chính do đó cái sự thiện lành nó không có trọn vẹn. Nếu anh chị em là một người sống thiện lành trước mặt Chúa thì anh em phải là người lấy cái tiêu chuẩn của Chúa, lời Chúa và tính bản tính của Chúa đó làm tiêu chuẩn sống cho mình. Anh em mới có thể bày tỏ được cái tính thiện lành ra. Và tôi thấy như nha, anh chị em để ý đi Một người nào mà sống với anh em mình Sống với những người, người xung quanh mình Mà có một cái đời sống thiện lành Anh em thấy nè Người đó sống ngay thẳng mà Có cái sự hiền hòa Dễ gần gũi lắm à, Xin lỗi anh em Tại vì tôi hay bị khàn tiếng Khàn tiếng ở đây không phải bị nhiễm Covid Anh em đừng lo lắng Tôi có gặp một vài anh chị em. Khi tiếp xúc với họ đó thì họ bày tỏ cái lời nói của họ và cách sống của họ rất là thiện lành. Nhưng mà những người đó là những người không có tin Chúa. Những người không tin Chúa họ vẫn có cái đời sống thiện lành. Nhưng mà thật sự họ với Chúa thì còn khoảng cách và cái khoảng cách đó là gì? Đó là những cái thần tượng hư không, đó là những cái niềm tin sai cái cách sống thiện lành của họ đó nhưng nó chứa đựng cái sự khoe khoang nó cũng còn chứa đựng cái con người tội lỗi nhưng một người sống mà thiện lành mà nhờ Chúa đó nghe thì nó khác hoàn toàn nó sự nó chứa đựng cái sự trong sạch về trong và trong sạch luôn cả cái lời nói bên ngoài và có một cái đời sống đó là hiền hòa đối với những người khác và người ta gặp người ta sẽ cảm thấy rất là dễ gần gũi cái bí quyết thứ hai để chúng ta có thể sống ngay lành đó là không để mình bị cám dỗ thỏa hiệp với sự lừa dối qua việc kết bạn hay là lập băng nhóm với những cái kẻ làm ác và không hùa theo số đông để bẻ công công lý nếu anh em là người sống thiện lành sống tốt lành sống đẹp lòng chúa đó thì anh chị em không được và cũng không thể nào giao kết hay là làm việc chung với bọn ác được tôi hỏi anh chị em là người người con cái của chúa người trong chúa đó có gặp sự khó khăn thử thách nào đó có nhờ tuổi xã hội đen đến can thiệp giúp đỡ cho mình không tôi thấy có những anh em á, là trong cuộc sống đó, khi buồn giận nhau á, điều đầu tiên của họ đó là khi họ gặp khó khăn thử thách là họ nhờ cậy chúa thì họ phải gọi điện thoại nhờ anh em mình tư vấn giúp đỡ cầu thai à Nhưng mà họ nhờ mà họ cảm thấy không giúp đỡ theo đúng cái ý của họ Họ chịu không nổi và họ không có sự kiên nhẫn Họ nhờ xã hội đèn đến giúp luôn Mày xử giùm tao một thằng đó, đó Mà họ là ai biết không? Là con cái của Chúa Như vậy thì anh chị em có phải là gọi là người đề tớ ngay lành không? không 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 thể nào người đệ tử nghe lành không có cái sử dụng cái 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 điều đó được à, chúng ta không có nhờ cậy cái, cái cánh tay gian ác của loài người mà chúng ta cũng không được liên kết và bắt tay với họ người sống nhân lành á, thiện lành á, là không nhận của hối lộ vì của hối lộ đó làm mờ mắt người sáng và làm nghiêng lệch cắn cân công lý. Cuối cùng chúng ta đặt mình vào những hoàn cảnh khốn khổ mà chúng ta không có lối thoát, tự mình làm khổ mình á. Ở trong gia cơ đoạn 1 câu số 27 nói thế này. Sự đích tính đạo thường khiết không quen ố trước mặt Đức Chúa Trời cha chúng ta. Đó là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn hoạn nạn của họ và giữ mình khỏi mọi sự ô uế của thế gian như vậy anh chị em trở thành cái người sống nhân đức sống thiện lành trước mặt chúa đó thì anh em phải là cái người sống giữ mình khỏi những sự ô uế của thế gian cái sự ô uế của thế gian thì nói ra nó nhiều thứ lắm phải không tôi và anh chị em không thể nào sống thỏa hiệp với sự ô uế đó được không được sống thỏa hiệp với sự ô uế đó được như vậy Chúa gọi đệ tớ và Chúa nói rằng á Vì người đệ tớ này làm lợi ra Chúa giao 5 ta lân mà làm lợi 5 ta lân nữa Và người đệ tớ kia giao 2 ta lân mà làm lợi nữa Chúa nói rằng hỡi đệ tớ ngay lành Và trung tính kia được lắm Và Chúa nói thêm sao Chúa nói thêm sao Người đã trung tính trong việc nhỏ Ta sẽ Giao cho người những công việc lớn hơn như vậy tôi và anh chị em trong đời sống của chúng ta Anh chị em nên giữ cái chữ đầu tiên khi chúng ta làm con của Chúa Tại vì Chúa Giêsu Ngài là cái người chủ, Ngài cũng là người cha, Ngài là Chúa chúng ta Ngài đã giao cho tôi và quyên bà anh chị em Mỗi người đều có ta lăng của Chúa Có người ít, có người nhiều Và Ngài sẽ trở lại Bây giờ Ngài đang ở đâu? Ngài đang ở nơi cha của Ngài Nhưng mà Ngài cũng đang ở trong lòng của tôi và quý ba anh chị em đó Và Ngài Chúa Giêsu trở lại đó để làm gì? Để tôi và anh chị em đứng trước mặt Chúa Và khai trình những việc mình đã nhận những cái ta lân của Chúa Và mình có làm ra lợi ra không? Vì vậy hãy để Chúa khi gặp chúng ta Chúa nói một câu thế nào? Hỡi đệ tớ, ngay lành Nhưng mà đừng để Chúa nói như người đệ tớ kia sao Hỡi đệ tớ, gian ác Gặp cái người này thì nói rằng đệ tớ, ngay lành Rồi gặp người kia Chúa nói sao Hỡi người đệ tớ, biên nhát và gian ác Chúng ta sẽ nói về cái kia sao? Rồi cái chữ thứ hai mà tôi và anh chị em học đó là gì Đó là trùng tính Đệ tớ ngay lành và trùng tính Có thể ngày hôm nay rất nhiều con cái của Chúa không thích đứng trong Về trò làm đầy tớ. Thích làm làm chủ thôi. Tự nhiên làm đầy tớ thấy nó tự nhiên nó thấp hèn quá. Trước mặt Chúa tôi và quý bà anh chị em chỉ là tôi tớ thôi. Chúa mới là người chủ của chúng ta. Và tôi và quý bà anh chị em là đệ tớ mà là anh em cùng chung một cái thân phận đó là đầy tớ nếu là người đầy tớ trước mặt chúa đó thì chúng ta phải hiểu rằng là đầy tớ đó chúng ta đang làm việc cho một người chủ đầy tớ thì chắc chắn chúng ta phải làm việc làm việc làm cho người chủ chúng ta và chúng ta phải biết rằng chúng ta là người nhận cái nhiệm vụ khi người đề tớ Người chủ đi xa Giao nhiệm vụ Những đề tớ này Họ có một cái người chủ Và họ nhận cái nhiệm vụ của người chủ đó là gì Đó là nhận mỗi người Những cái ta lăng khác nhau Đó là cái nhiệm vụ của họ đó Tôi và anh chị em Khi chúng ta được làm con của Chúa đó Thì Chúa gọi chúng ta là con mà chúa cũng gọi chúng ta nó là đệ tớ, đệ tớ phải biết rõ việc của chủ mình làm và đệ tớ phải là người sống một đời sống trung tính. Chúng ta sống một đời sống trung tính á, anh chị em sẽ được cân nhắc và sẽ được tôn trọng. Còn nếu anh chị em là người sống không có trung tính thì chắc chắn anh chị em sẽ không được không được tôn trọng và không được cân nhắc một trong những điều mà Chúa dạy dỗ tôi và anh chị em có sự trung tính nhỏ nhặt đầu tiên đó này Chứ nó đang chớ bỏ qua sự nhóm lại như những kẻ quen làm cái sự trung tính hàng tuần hàng ngày chúng ta trước mặt Chúa đó là đi thờ phượng Chúa và cái sự trung tính của chúng ta trước mặt Chúa là cái gì? Đó là cầu nguyện Đó là học lời Chúa Và cái sự trung tính mà Chúa muốn thử chúng ta Mỗi khi chúng ta nhận tiền ấy, Nhận về ta lăng ơn ấy, Thì anh chị em phải biết bàn trò Đó là nếu anh em nhận về tài sản, tài chánh Thì anh em phải trung tính các của lễ dân Mà đặc biệt là của lễ một phần mười Còn nếu anh chị em nhận được ơn tứ của Chúa cho, Chúa cho anh em có ơn tứ về chữa bệnh, ân tứ là nói chi tức, là nói khôn ngoan, ân tứ làm phép lạ, ân tứ ngợi khen thờ phượng. Cái người mà nhận được những cái ân tứ đó, đó là phải biết phục vụ. Khi chúng ta nhận được cái công việc và chúng ta có ân tứ rồi, chúng ta phải là người trung tính phục vụ. Ngày hôm nay có một số người Khi Chúa ban cho mình có những cái ân tứ Hoặc là có những cái ta lân có những ơn này kia rồi đó Bắt đầu tự thấy mình giỏi hơn người khác Giỏi hơn cái người khác Bắt đầu sanh ra cái bệnh sao Anh em biết bệnh sao là bệnh gì không? Bệnh sao có nghĩa là cái căn bệnh mà Đi trễ nè thích được ở chỗ trên nè chỗ cao nè chỗ mà mọi người nhìn thấy nè ờ, bệnh sao là bệnh mà mọi người á khi tôi xuất hiện là phải nhắc được tên của tôi anh chị em biết là một người đề tớ nghe lành trung tính trước mặt Chúa đó là phải không có cái bệnh sao Chúa cho anh em là người có ơn chữa lành hay là ơn thờ phượng hay là cái ơn đánh đàn đánh trống hay là cái ơn giảng dạy cũng vậy tôi và anh xem là người đề tớ và chúng ta cứ trung tính những cái công việc chúa giao cho mình đừng để những cái căn bệnh của thế gian đó, đó nó ảnh hưởng ở trong đời sống của chúng ta khi chúa giao chúng ta ăn tứ người trung tính thì không có nói vấn đề ờ, hôm nay là thời tiết mưa hay là gió ở chúng ta thấy khi chúng ta nhận một cái nhiệm vụ nào của Chúa cho mình dầu khoảng cách nó xa dầu thời tiết nó không được thuận lợi có nghĩa là dầu mưa gió xịn lại có thể mọi người không có mặt nhưng mà cái người nhận cái ân tứ đó phải có mặt có một lần anh chị em biết tôi cũng nhận lời đến một cái hội thánh để giảng thì mới vừa sáng thôi chuẩn bị đi thì mưa xuống quá chừng khi thấy trời mưa xuống như vậy đó tự nhiên trong người của tôi nó có một cái suy nghĩ thế này chắc cái chỗ đó mọi người chắc không đi đâu thôi bây giờ mình ở nhà đi tự nhiên nó có một cái chi phối trong tâm trí mình là thôi vợ nhà Trời mưa mà đi gì, Thì anh em cũng không tới nữa Trong lòng nó cứ ở trong cái chỗ là phân vân giữa muốn đi và không muốn đi Sau một hồi đột nhiên có một sự thôi thúc đó là gì Ở đó dầu đó một người mình cũng phải đi Cảm ơn Chúa, thế là tôi dầm mưa đó Lúc đó là phải đòi mưa đi luôn Dẫu rằng mưa rất là lớn khi đến nơi anh em biết điều gì xảy ra không? Anh em đến đầy nhà rồi. Ở họ còn còn trung tính hơn tôi nữa. Có nghĩa là họ đi đâu sớm lắm. Mà họ đến đầy chân rồi mà tôi đến rồi họ vẫn còn dầm mưa họ đến nữa đó. Đối với họ đó là không có quan trọng vấn đề trời mưa hay là trời nắng gì chẳng á. Quan trọng là gì? Là họ kết ước với Chúa cái giờ đó là họ nhóm là họ nhóm. dầu trời mưa trời nắng này cũng vậy. Còn nếu tôi và anh chị em gặp phải trường hợp đó thì chúng ta sao? Thì mỗi người tự trả lời ha. Mỗi người tự trả lời trước mặt Chúa. Coi mình có trung tính hay không? Chúng ta không phải chỉ trung tính làm những việc lớn không mà còn phải làm những việc nhỏ nữa. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là tôi chỉ thích làm những việc lớn thôi. Còn những cái việc nhỏ nhỏ này mà thôi à, à, Tự nhiên mình làm gì Tự nhiên tay chân của tôi mình làm những cái chuyện này sao Và tôi nói cho mọi người biết rằng Tôi sinh ra là làm việc lớn làm vĩ lại thôi à, Chứ còn những nhỏ thôi là nó đâu Tôi chỉ đứng ra tôi giảng ngàn người Chứ dạy kinh thánh có người mà dạy gì Hỡi anh em Không có người nào mà thành công Lớn ngày hôm nay mà trước đó Họ không làm những cái việc nhỏ Mà kinh thánh nói rất rõ nè Chú nói cái người nào trung tính công việc nhỏ thì sẽ được giao công việc lớn. Anh em muốn Chúa giao mình việc lớn hơn á, thì anh em phải là người trung tính trong việc nhỏ. Trước đây khi tôi còn ở trong nhà thờ, ở còn thanh niên á, lúc mà nhỏ là tôi đi nhóm thiếu nhi. Khi lớn lên làm thanh niên á, thì tôi được bầu làm tổ phó tại vì trong ban thanh niên thì có trưởng ban rồi có bốn cái tổ trưởng bốn tổ trưởng rồi còn có bốn tổ phó như vậy là lần đầu tiên tôi được bầu lên làm tổ phó tổ phó trong bốn tổ nghe là tổ phó thôi nhiệm kỳ hai năm tôi có trung tính là tôi đi nhóm bình thường vậy sau lên tổ phó xong được hai năm qua nhiệm kỳ tôi được thăng chức làm tổ trưởng tổ trưởng trong cái tổ thanh niên nha tổ trưởng xong một thời gian tôi có trung tính cái học vị chúa hai năm nữa là bốn năm bốn năm xong cái đầu á là Cái bạn thanh niên mọi người tôn trọng mình được đầu bầu mình làm thư ký thư ký thanh niên rồi tôi cũng trung tính với các chị em á xong thời gian cái đầu họ bằng tôi làm làm phó ban thanh niên và phó ban lo quan bốn tổ đó và thời gian sau tôi có trung tính bắt đầu họ tin cậy vào người tin cậy do tôi làm gì trưởng ban thanh niên à, từ đó cái trưởng ban cái đó nó nó đậu luôn suốt luôn à. đó là khi còn trong nhà thờ nha có nghĩa là từ nhỏ tới lớn á luôn có một cái chức nào đó mà tôi có trung tính nó làm hoài vậy đó sau khi và tôi được kinh nghiệm Chúa bắp đem thanh linh và được Chúa kêu gọi bước đầu công tác truyền giáo. Rồi đi học vị Chúa, mở hội thánh á, thì bắt đầu trung tính tôi đi trung tính tôi dạy kinh thánh bắt đầu có chừng hai người sau đó thì chúa cho thêm 10 người rồi sau đó mở được một hội thánh rồi sau đó chúa cho mở được hai hội thánh và nếu nếu mà tính ra bây giờ đó thì chúa cho cảm ơn chúa à, cũng cảm ơn chúa được nhiều hội thánh và tôi có trung tính hoài vậy đó Bởi vậy điều mà Chúa cần anh chị em Là một người của Chúa Là người đệ tớ của Chúa đó Là không phải là người tài giỏi Không phải là người tri thức Cũng không phải là người có tài năng Không phải có người có trình độ học thức gì nhiều Cũng không phải là người Mà được sinh ra là cành vàng lá ngọc gì hết chứ nghe, Hay là có tầm ảnh hưởng trong xã hội không Chúng ta chỉ là con người bình thường thôi Nhưng mà Chúa muốn nhìn thấy trong chúng ta cái chữ thứ hai đó là chữ chung chung tính dầu chúng ta đối diện Sự khó khăn thử thách Chu tính dầu chúng ta đối diện Cái thời gian nó dài Trung tính dầu chúng ta đối diện Về vấn đề đó là việc nhỏ Hoặc là chúng ta làm việc Mà người ta coi thường, người ta không tôn trọng Chúng ta cứ trung tính Paulo nói với Timothée Hãy chọn trong vòng anh em Những người trung thành Từ trung tính cũng là trung thành Trung thành là nói đến Chúng ta có một cái sự kết ước giữa mình với Chúa Giữa mình với cái hội thánh mà mình sinh hoạt Giữa mình với cái nơi mà mình phục vụ Chúa Có thể anh chị em phục vụ Chúa trong một cái hội thánh Mà người ta không tôn trọng anh chị em Người ta nói xấu anh chị em Thậm chí anh em buồn, anh em giận Anh em đôi lúc muốn đuổi mình ra khỏi Nhưng mà cái người trung tính trước mặt Chúa là không vì có những điều đó mà lìa bỏ Chúng ta cứ kiên định với Chúa Chúng ta đừng đứng, đứng nói này chung nói nọ nó. Này nhóm trong cái hội thánh này rồi Thấy cái hội thánh kia tốt hơn đấy. Hôm nay chắc tôi bỏ hội thánh này qua hội thánh kia quá Mà khi chúng ta có suy nghĩ như vậy đó Thì tôi nói anh chị em biết rằng Kinh thánh gọi chúng ta là người đề tớ gì Không phải là đệ tớ trung tính đâu Người đề tớ trung tính là Không để cho cái tư tưởng Tâm trí và suy nghĩ mình lìa bỏ Chúa khi chúng ta đối diện một cái điều gì đó. Chúng ta thấy ngày hôm nay khi tội lỗi gia tăng con người ta sẽ sống một cái tình trạng là gì? Đó là dễ bội ước với nhau. Người ta dễ bội ước ở trong hôn nhân. Rồi dễ bội ước với anh em cùng làm việc chung với nhau. Và dễ bội ước ở trong hội thánh vợ chồng sống không thích nhau đó là này chia tay rồi tự nhiên ngày mai chia tay chả có một cái lý do gì mà nó chính đáng chứ có một cặp vợ chồng này họ quyết định họ ly dị tôi hỏi sao lý do tại sao suy vậy hỏi sao tại suy si, si, ly dị vậy họ nói đơn giản đó không thích thôi không thích thôi không thích chia tay là vợ chồng sống với nhau có con rồi, có cơ nghiệp rồi. Bây giờ họ có cái sự ảnh hưởng ở trong cộng đồng, trong xã hội rồi. Bây giờ họ nói một câu giờ giờ không thích nữa. Có nghĩa là họ họ sống không có trung thủy, không có trung thành, không có trung tính, không có trung. Một người mà đi theo Chúa, chúng ta đối xử với Chúa cũng như vậy thì chắc chắn không được gì hết. Anh chị em, đi mục ta thấy ngày hôm nay người ta cũng dễ bỏ Chúa lắm. Đi nhóm thờ phượng Chúa cũng hết lòng công việc Chúa này kia Tôi có thể giao tin cậy, giao nhiều việc Đột nhiên gặp một hồi tự nhiên thời gian mắc tiêu không đi nhóm nữa Hỏi sao vậy? Thôi bỏ Hỏi lý do là sao bỏ? Ôi bỏ Không điều gọi lý do tôi không biết đường đâu mà mò luôn Họ chỉ biết cầu nguyện thôi chứ sao giờ Hỏi anh chị em Điều mà Chúa cần cho chúng ta Hoặc là tôi và anh chị em Nếu là người đầy tớ Mà Chúa gọi là Đầy tớ ngay lành và trung tính Thì chắc chắn anh em sẽ có một cái điều gì phải không Ta lần Chúa sẽ giao cho thêm cho, cho thêm mà Chúa không giờ lấy đi đâu Trung tính nên cần có ở Trong đời sống của chúng ta Điều thứ ba Mà người đầy tớ của Chúa cần phải có là, là gì Biết làm lợi ra Chú giao anh em thì anh em phải biết làm lợi ra Làm lợi ra chúng ta biết làm cái gì Đó là anh em phải đi đầu tư Hoặc là nếu không là anh em đi đầu tư Chúa nói nếu mà người không đi đầu tư Thì bây giờ người cũng phải đi gửi ngân hàng đi gửi đi tìm để tích Có nghĩa là nếu Chúa giao cho anh em Có cái ân tứ gì đó Thì anh em phải biết phục vụ Và biết vấn lời làm lợi ra Có nghĩa là anh em phải đánh chữ Bỏ cái chữ lười đó Là phải sống xuyên này Làm lợi ra Người mà có thể làm lợi ra được đó Là họ học vài một cái đức tính này Thứ nhất Đó là họ siêng năng Thứ hai Là họ có đức tin Họ không nản lòng Họ không bỏ cuộc Nhưng mà họ luôn luôn tin rằng Chúa sẽ ban phước cho họ Và thứ ba đó là gì Họ luôn tìm những cái đối tượng Để họ họ phục vụ Họ không bao giờ nhận xong, không người họ yên lặng đâu. Họ tìm những cái đối tượng cần thiết để họ phục vụ. Và cái tiếp đó là họ biết gieo giống. Làm lợi ra thì có nghĩa là họ biết gieo giống. Họ biết gieo. Tại muốn có một cái mù gặt thì họ biết gieo. Và cái tiếp là gì? Họ sẵn sàng giúp đỡ cho người khác thành công. Anh em muốn thành công á. Thì anh em phải là người giúp cho người khác thành công. Người khác thành công là anh em thành công đó. Ví dụ trong hội thánh của chúng ta, trong khu vực của chúng ta đó có một cái ơn đó là ơn cầu nguyện chữa lành và đuổi quỷ đi. Khi tôi nhận được ơn này, tôi rất là cảm ơn Chúa và Chúa ban cho con để con cầu nguyện cho anh em con. Nhưng mà thật sự cái ơn và chữa lành đuổi quỷ đó là cái ơn đó là nó là một cái phần nhỏ ở trong cái công tác là đi truyền giáo thôi chứ không phải là 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 chuyên gia làm cái chuyện đó Đó là ơn truyền giáo chú muốn nhắc nhở tôi là phải chuyển giao là phải đi huấn luyện và chuyển giao cho những cái anh em thế hệ sau mình và chẳng những như vậy phải cầu nguyện cho tất cả mọi người chứ không phải là một người nào đó trong hội thánh mình không và cho nhiều người khác nữa trong thời gian 10 năm có nghĩa là từ cái ngày mà tôi nhận mà tôi được có sự bùng phát là tới 10 hơn 10 năm vẫn 15 năm nay. Tôi không có dừng lại cho chính tôi. Và tôi cứ đi chỗ này chỗ kia mà tôi rao giảng. Rồi đi cầu nguyện giải cứu và chuyển giao cầu nguyện. Vậy mà đến ngày hôm nay anh chị em biết cái số lượng người mà biết cầu nguyện chữa lành giải cứu rất là nhiều Thậm chí họ không phải là người ở trong hội thánh của chúng ta Mà họ là những người ở trong những cái giáo phái khác này. Thậm chí bây giờ họ còn giỏi hơn tôi lạ làm nữa anh chị em Họ giải cứu còn nhiều hơn tôi và còn ơn và quyền năng hơn tôi nữa Cái thành công của chúng ta là không phải là chúng ta làm việc một mình Mà chúng ta thấy có nhiều người được giấy lên từ nơi mình Đó là lợi ra Nếu mà chúng ta sống trong sự ích kỷ Thì chúng ta không bao giờ lợi ra Nhưng mà chúng ta sống trong sự ban cho Như hội thánh chúng ta đó Là có người có Hai ba người biết đánh đàn Hai ba người biết đánh trống Thì chúng ta thấy trong cái khu vực của chúng ta Có người cái điểm nhóm nó không có biết đánh đàn Không biết đánh thì chúng ta phải làm gì là thầy hay là một sư phải đến và phải chuyển giao cho chỗ đó phải đến và quan tâm chỗ đó và cho người đến đó nữa để hỗ trợ chỗ đó khi tôi và anh chị em có cái tinh thần là làm lợi ra là biết gieo ra biết ban ra đó thì anh chị em luôn là người có mùa gặt chú nói rằng ai có sẽ được cho thêm nguyên tắc ở trong chúa là có sẽ được cho thêm khi chúng ta có cái tinh thần đó như vậy ba điều chúng ta cần có là gì thứ nhất là nghe lành thứ hai là trung tính và thứ ba là biết làm lợi ra rồi cái, điều... cái phần sau là cái người tại sao người bị cắt đi nói về cái phần này thì tôi xin nói ngắn rồi có một vài chữ tại đây Người đã nhận một ta lăng cũng đến và nói Thưa chủ tôi biết chủ là người khắc khe Như vậy cái người này có một cái tư tưởng tiêu cực Nên tôi sợ và giấu ta lăng Như vậy thì người làm việc luôn ở trong sự sợ hãi Nhưng chủ đáp rằng Hỡi thầy tớ gian ác và Biện nhạt kìa và chú nói sao nữa không là hỡi đầy tớ vô ích kia rồi có một chữ bài chữ ra đây là thứ nhất là gì tiêu cực thứ hai là sợ đi giấu thứ ba là gian ác và thứ tư là biến nhát và thứ năm là vô ích năm cái chữ ở trong người đề tớ đã có rồi vị này có không có nhưng mà sao nói rằng cất luôn cho luôn Giờ lại cái cất người này cho ai cho cái người đã có Thì anh em là người đang có đã có đó anh em an tâm đi anh em sẽ được có thêm còn cái người mà có nhưng mà cái tinh thần cái thái độ mà tiêu cực sẽ làm gì mất luôn lý do tại sao tôi và anh chị em nhận được điều mà chúa cho nhưng mà chúng ta bị cắt đi thứ nhất đó là sự tiêu cực người có cái tư tưởng tiêu cực thì khó mà làm việc gì được họ lúc nào họ cũng nghĩ là họ sẽ làm không bao giờ thành công và trong cái tư tưởng tiêu cực nó sẽ sản sinh ra cái nỗi sợ hãi họ sợ cái gì họ sợ có trách nhiệm họ sợ phải khai trình họ sợ làm không thành công họ sợ rồi là sẽ bị gầy la họ sợ rồi sẽ bị phạt họ sợ và cái nỗi sợ hãi này đã làm cho họ không thể nào kết quả được thế là họ đi giấu hỏi anh chị em là trong khi anh em nhận gì từ nơi Chúa đó Anh em có sợ không? Chúa giao anh em ta lăn đi cầu nguyện cho những người bệnh đi Anh em đã ít nhiều đã cầu nguyện cho người bệnh rồi Nhưng mà anh em sợ sao không? Sợ cầu nguyện nó không hết Sợ cầu nguyện rồi người ta bệnh nặng hơn Sợ cầu nguyện rồi người ta chửi mình Sợ cầu nguyện rồi á là người ta chê Người ta nói mình không được Có đức tin như vậy nỗi chữ sợ đã không đã cản trở anh em rồi cái chữ sợ từ cái chỗ sợ này là mới đi giấu luôn rồi chúa nói với cái người đề tớ là gì hãy gian ác và yeah, biến nhát gian ác khi một người đề tớ mà có nỗi sợ hãi Nó lèo lái trên đời sống người đó người đó sẽ có những cái hành động gian ác anh em thấy có người sợ hãi nào mà họ nói những lời nói mà có sự bình an không anh em? Người ta sợ hãi bắt đầu người ta nói những cái lời độc ác, nói những cái lời hư không mà nói những cái lời không có giá trị. Một cái người vợ mà có cái tính ghen á là họ đang sợ chồng của họ ngoại tình. Mà họ có một chút xíu nào cũng ghen thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để kiểm soát người chồng của mình. Một mục sư mà sợ hãi đó thì họ sẽ dùng nỗi sợ hãi để kiểm soát cái hội thánh một cái giám đốc mà sợ hãi thì họ dùng cái nỗi sợ hãi của họ đó để lèo lái cái công ty một cái người chính trị gia mà có sự sợ hãi họ sẽ là người lèo lái những người ở dưới họ đi theo cái nỗi sợ hãi của họ sợ hãi không bao giờ đưa đến thành công sợ hãi nó làm cho họ cho nên là bế tắc làm cho họ không còn sáng suốt và khôn ngoan làm cho họ mất đi cái tình yêu và mất đi sức lực sợ hãi nó sẽ trở thành một cái gì đó rất là khủng khiếp mà có thể gây ảnh hưởng cho công việc của mình và công việc của người khác sợ hãi đó là một tin đốc công của cái người gian ác phải giải thoát mình ra khỏi nỗi sợ hãi trước đây anh em biết đó, tôi cũng khi được Chúa giao những cái công việc này kia Khởi đầu tôi cũng sợ lắm Chứ không phải là không sợ anh chị em Nhưng mà cảm ơn Chúa sau đó Mình cầu nguyện của Chúa cho cho mình có sự bình an Và khi sự bình an đến nha Từ trong người trong trí mình nó Có những ý tưởng rất là đặc biệt Sợ hãi nó làm cho tâm trí mình nó tối thui à Không nghĩ thoáng Mà không có nghĩ ra được cái gì chứ Nhưng mà khi mình bình an rồi đó, Tự nhiên nó khác hoàn toàn đó như vậy cái nguyên nhân mà nó đi từng bước một dành cho một cái người đè tớ mà chúa đuổi ra đó là Chúa cắt luôn cả cái tài sản người đó là gì tiêu cực <laughs> đi đến sự sợ hãi sợ hãi đi đến chỗ là gì gian ác gian ác và lười biếng cái người lười biếng cũng đồng bọn với cái người gian ác đó nếu anh em nào có cái tâm linh lười biếng á thì uh, chú dạy chúng ta trong gom đoạn sáu hãy đến nhà của con kiến mà rửa cửa nó anh kiến ơi cho tôi học anh với con kiến sẽ chỉ cho anh em cái bài học của nó hỡi kẻ biến nhát hãy đi đến loài kiến khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan anh em biết nó biết siêng năng cái gì nó biết tha mồi vào tổ là nó biết trước đó sẽ có những cái trận mưa lớn hoặc là những cái trận lục lớn xảy ra nó tha mồi nó lên chơi cao nó làm tổ cho nó giữ cái thức ăn ở trên đó, đó. để khi lũ lục tới thì nó có thức ăn mà nó ăn con kiến nó rất là siêng năng anh em thấy phải không nó đi từng đòn từng đòn mà thu thuân những cái thức ăn trên lưng của nó, nó rất là lớn anh chị em vượt hơn cái sức của nó mà nó cổng rất là hay kinh thánh nói nè Tai người siêng năng sẽ cai trị nhưng tay ta kẻ biến nhát sẽ phục dịch nếu anh chị em trở thành một người đệ tớ và siêng năng đó thì chúa sẽ cho anh em là người cai trị người khác cảm ơn chúa đó là những điều liên quan đến cái người đệ tớ này Người này tới cuối cùng Đó là, là Chúa Nói rằng Chúa lấy cái tài sản người đó Để giao cho cái người kia luôn Ai có sẽ được cho thêm Mà ai không có sẽ được Bị cắt đi Và cuối cùng người này bị quăng vào nơi Nơi khóc lóc Nơi khóc lóc Hỡi anh chị em Chúa kêu gọi chúng ta trong những ngày cuối cùng này Tôi và anh chị em là những người phải khai trình trước mặt Chúa Những điều mà Chúa giao cho chúng ta Anh em nhận nhiều thì sẽ khai trình nhiều Anh em nhận ít thì khai trình ít thôi Nhưng mà tất cả chúng ta ai cũng có những cái ta lăng mà Chúa ban cho mình Điều mà Chúa cần nó để tớ đó là biết làm lợi ra Thứ nhất, thứ hai đó là ngay lạnh và trung tính Một người đầy tớ mà được Chúa chọn, Chúa khen Hỏi đầy tớ ngay lạnh trung tính kia, được lắm Hãy đến vui mừng với chủ người Anh em có muốn Anh em có khao khát rằng ngày mà tôi và anh chị em gặp Chúa đó Chúa gặp chúng ta mà Chúa khen chúng ta Nói hỡi đầy tới ngay lành chúng tính kia Được lắm con Anh em có thích câu đó không Hay là Chúa gặp anh em ơi Hỡi đầy tới gian ác kia Đi Anh em thấy như thế nào Lúc đó không còn gì mà Cái cảm xúc nào mà nó buồn Cho bằng cái cảm xúc mà bị đuổi hả anh em Rồi. Xin Chúa ngày Cho tôi và anh em sẽ kinh nghiệm được Chúa và tôi và anh chị em ai cũng sẽ là người Có Được nhân bội thêm Được thêm lên ở trong Chúa Amen nghe Thêm lên về những cái ơn lành của Chúa Thêm lên những công việc của Chúa Và thêm lên những cái tài sản Mà Chúa nhìn thấy anh chị em Mà Chúa tặng mà Chúa giao anh em Để anh em có thể làm lợi ra được Cảm ơn Chúa tôi xin phép kết thúc bài chia sẻ tại đây Xin Chúa ngày ban phước cho anh chị em